Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cưa đĩa của hãng Bosch với mẫu sản phẩm là GKS190 nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì mình có để sẵn con máy ra bên ngoài cho đỡ phí thời gian của các bạn. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta một cái catalog và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Thứ hai là một cái thước đo mm để chúng ta đo và cách cho cái độ chính xác cao nha các bạn. Và bên cạnh đó nữa thì phần ốp trắng thì như các bạn thấy thì được làm bằng hợp kim thì rất là chắc chắn và được in logo nhập nổi ở phía trên phần ốp trắng luôn nha các bạn. Và có nút điều chỉnh góc độ, cách nghiêng, cách góc, cách xéo luôn nha các bạn. Đây, cách ngang, cách dọc. Đây, rất là thuận tiện. Thì chúng ta muốn điều chỉnh, đây, chúng ta muốn điều chỉnh góc 45 độ thì chúng ta phải tháo ở phần sau, phần phía bên này nha các bạn. Để điều chỉnh đây, góc độ 45 độ nha các bạn. Và chúng ta khóa lại và khóa hai bên lại. Đây, bây giờ sẽ máy của chúng ta sẽ ra được 45 độ chúng ta khi sử dụng. Và cái thước này thì nó có thể giúp chúng ta cách ngang trên bề mặt phẳng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái bộ phận phần tem. Thì bộ phận phần tem thì con máy này sở hữu phần tem in để chúng ta chống hàng giả, hàng nhái. Đây như các bạn, không bị được hàng thật và hàng nhái và tem bảo hành luôn. Phần tem này thì phần tem in năng suất kỹ thuật của máy nha các bạn. Con này thì nó sở hữu cái công suất lên tới 1400W với đĩa cắt. Thì cái này thì đi kèm với máy thì có cái đĩa cắt gỗ đi kèm nha các bạn, 184mm. Và nó cắt tối đa là 67mm nha các bạn, với sở hữu công suất lên tới là 1400W và sử dụng dòng điện gia đình 220V với dây điện 2 chấu nha các bạn. Đây là bộ phận hộp của con máy. Và bên cạnh đó nữa thì con máy của chúng ta sở hữu hoạt động mạnh mẽ với công suất thì như mình đã nói thì lên tới 1400W với tốc độ không tải của nó lên tới 5500 vòng phút nha các bạn. Sẽ là cái công cụ tốt nhất để cắt gỗ thành các hình dạng khác nhau. Thì nó có cái ứng dụng hệ thống hút bụi và máy hút gió kiểu tuabin nha các bạn. Mang cái tiện dụng và cái vệ sinh cao và nó rất là an toàn nha các bạn. Và nút điều chỉnh góc thì cũng khá là dễ dàng khi chúng ta sử dụng. Và nó thường sử dụng cho những công trình hoặc là những nhà thợ mộc nha các bạn. Con máy này thì chuyên dụng để cắt gỗ và rất là xịn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vận hành máy chạy thử cho các bạn xem. Thì đây, ở bên sau thì có phần công tắc nha các bạn. Đây, phần công tắc tắt bóp và ở đây là để khó công tắc lại nha các bạn khi chúng ta sử dụng trong thời gian lâu. Thì và phần tay cầm thì được ốp bằng cao su để chúng ta khi sử dụng không bị sợ chân giật tay hoặc là mồ hôi tay dính tay khi rơi vỏ máy nha các bạn. Đây cũng khá là an toàn. Và ốp trắng thì tự động khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ bật lên nha các bạn. Đó. Và không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ bỏ xuống. Đó. rất là an toàn. Và bây giờ mình sẽ bật máy vận hành máy chạy thử cho các bạn nghe cái tiếng động cơ và của máy này mạnh tới cỡ nào mới sử dụng 1400W nha các bạn. Tôi sẽ dở lên cho các bạn. Đó. Chúng ta hết sử dụng thì chúng ta sẽ bật xuống nha các bạn. Đấy, rất là an toàn. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy cắt gỗ của hãng Bosch với mẫu sản phẩm là GKS190. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay hãy để lại. We don't get no love at them.